nâng cao công tác phòng chống sốt rét, ký sinh trùng, côn trùng. Số ca mắc sốt xuất huyết tăng gấp đôi so với năm 2022. Biến chứng teo mật sau mổ ở trẻ nhỏ. Đó là nội dung chính trong bản tin Sức khỏe 24 giờ của truyền hình Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngay bây giờ là thông tin chi tiết. Thưa quý vị, hội nghị tổng kết công tác phòng chống sốt rét, ký sinh trùng và côn trùng năm 2022, triển khai kế hoạch năm 2023 do Viện Sốt rét, ký sinh trùng, côn trùng Trung ương phối hợp với Văn phòng Bộ Y tế tổ chức diễn ra sáng ngày 22 tháng 3 với sự có mặt của hơn 200 đại biểu tham dự. Trải qua 30 năm hình thành và phát triển, chương trình quốc gia phòng chống sốt rét đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận, giảm tỷ lệ tử vong do bệnh sốt rét, tuyên truyền đẩy mạnh tại các địa phương đến từng hộ dân và người dân trong việc nâng cao ý thức phòng tránh bệnh. Năm 2022 thì chỉ còn lại là 455 trường hợp về sốt rét và chỉ có một trường hợp tử vong. Nếu so với trước đây thì hàng nghìn trường hợp và 42 tỉnh thành phố đã được loại trừ sốt rét, còn lại 21 tỉnh. Dịch tập trung chủ yếu vào hai tỉnh là Gia Lai và Lai Châu. Công tác phòng chống sốt rét, ký sinh trùng, côn trùng trong thời gian qua đã đạt được những thành tựu đáng kể. Tuy nhiên hiện nay, để duy trì và nâng cao công tác phòng chống, cần có những chính sách, kế hoạch phù hợp đối với các tỉnh, thành phố trên cả nước. Khó khăn của chúng tôi là toàn bộ người dân là vùng sâu, vùng xa, thứ hai là dân tộc thiểu số ít người, đặc biệt là dân tộc Na Hủ. Dân tộc này có cái phong tục là di canh di cư, đi ngủ rừng, ngủ dãy dài ngày mới về. Chính vì vậy đây cũng là một cái khó khăn trong cái công tác phòng chống sốt rét. Bên cạnh việc đẩy lùi được sốt rét, ký sinh trùng, côn trùng, giảm tỷ lệ mắc ở mức thấp nhất, một số tỉnh đã bắt tay ngay vào việc bảo vệ những thành tựu trong công tác phòng chống này. Tại Thanh Hóa, những năm qua đã tiếp tục thực hiện tốt cái công tác truyền thông đa dạng hóa dưới nhiều hình thức và ở nhiều các cái kênh truyền thông, đặc biệt là cái hoạt động truyền thông qua hệ thống loa truyền thanh của xã, thế rồi cái truyền thông trực tiếp từ cán bộ y tế cũng như là các cái đoàn thể. Hội nghị nhằm tổng kết lại công tác phòng chống sốt rét, ký sinh trùng và côn trùng năm 2022, chia sẻ những kinh nghiệm của địa phương trong việc hỗ trợ tuyên truyền người dân. Đồng thời, thông qua hội nghị nhằm triển khai hiệu quả kế hoạch hoạt động trọng tâm của năm 2023 trong tăng cường vận động chính sách đảm bảo kinh phí cho các hoạt động, đảm bảo chế độ hỗ trợ nhân viên y tế, tăng cường nghiên cứu và áp dụng các biện pháp chuyên môn kỹ thuật mới, hiệu quả trong phòng bệnh, phát hiện, điều trị, mở rộng hợp tác quốc tế nhằm tăng cường nguồn lực và kỹ thuật. Trong 2 tháng đầu năm 2023, số ca mắc sốt xuất huyết trên cả nước tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm 2022. Hiện dịch đang có nguy cơ lan rộng tại nhiều tỉnh, thành phố nếu không tích cực phòng chống. Bộ Y tế cho biết dịch sốt xuất huyết đang đặc biệt gia tăng tại một số tỉnh khu vực miền Nam và miền Trung. Trong đó, Phú Yên và Đồng Nai đã ghi nhận những ca tử vong đầu tiên do mắc sốt xuất huyết. Trước diễn biến gia tăng của dịch bệnh, Bộ Y tế đề nghị các địa phương chỉ đạo hệ thống y tế dự phòng, triển khai giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn để phát hiện sớm và xử lý kịp thời, triệt để ổ dịch. Triển khai chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy, đảm bảo tất cả các hộ gia đình tại vùng có dịch và có nguy cơ phải được kiểm tra, giám sát các bể, dụng cụ chứa nước, các vật dụng, đồ phế thải, nơi sinh sản của muỗi để tiến hành các biện pháp xử lý. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của đề án 06. Tính đến nay, đã có gần 75,8 triệu thông tin nhân khẩu trong cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm được xác thực với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Toàn quốc đã có 12.326 cơ sở triển khai khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip, với trên 17 triệu lượt tra cứu thành công thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip phục vụ làm thủ tục khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế. Theo thông tin từ Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, nhu cầu cần nhóm máu hiếm Rh âm hiện đang tăng cao. Từ đầu năm đến nay, Viện đã nhận được dự trù cung cấp máu và chế phẩm máu nhóm hiếm từ các bệnh viện lên đến 180 đơn vị. Trong khi con số này của cả năm 2022 chỉ có 350 đơn vị. Trong một tuần nay, liên tiếp các trường hợp người bệnh cần nhóm máu hiếm ORHD âm, mỗi trường hợp đều cần tối thiểu 3-5 đơn vị. Nhiều trường hợp nặng như bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn nặng, bệnh nhân mổ tim, bệnh nhân mất máu cấp do rong kinh kéo dài, bệnh nhân ung thư máu. Do nhu cầu cần nhóm máu hiếm tăng cao, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, chia sẻ của những người hiến máu nhóm hiếm RHD âm với người bệnh cần máu.
Nếu đã đủ điều kiện sức khỏe, người có nhóm máu hiếm RHD âm có thể liên hệ tới Tổng đài Hiến máu 097 699 0066 để đăng ký. Viện Huyết học Truyền máu Trung ương sẽ liên hệ mời hiến máu khi có bệnh nhân cần. Thưa quý vị và các bạn, teo mật sau mổ là một bệnh lý phức tạp thường gặp ở trẻ em trong giai đoạn sau phẫu thuật. Bệnh lý có thể làm ứ trệ việc dẫn lưu mật gián đoạn hoặc thiếu hụt của hệ thống đường mật ngoài gan, dẫn đến làm cản trở dòng chảy của mật. Nếu tái phát nhiều lần, sẽ gây nhiều hệ lụy và biến chứng nguy hiểm cho bệnh nhân. Mổ xuất huyết não ở bệnh viện tuyến tỉnh, bệnh nhi này lại phải đối mặt với căn bệnh teo đường mật do những biến chứng sau mổ. Được chuyển đến khoa gan mật, bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng có các dấu hiệu vàng da tăng dần, thoát mật không được tốt, kèm theo các triệu chứng như nôn ói kéo dài, được các bác sĩ chẩn đoán phải điều trị bằng phương pháp can sai để thông đường mật. Thì là bé có biểu hiện là vàng da và đi phân nhạt màu, bác bảo con bị nhiễm CMV. CMV sau đó là các bác đã bị dùng biện pháp là cho con dùng kháng sinh. Kháng sinh sau đó là bắt đầu con có dấu hiệu và bác chuyển sang là bệnh teo mật. Sau đó là trong đêm là con đã mổ. Teo mật sau mổ đặc biệt nguy hiểm ở nhóm trẻ từ 1 đến 3 tháng tuổi bởi những chuyển biến về sinh lý khá phức tạp. Trong số những nhóm bệnh về đường mật ở trẻ, nguyên nhân teo mật sau mổ tương đối nặng và phức tạp, cần phải can thiệp ngay. Vì sau khi mổ, tình trạng mà thoát mật của bạn ấy thì không được tốt nên là cái mức độ vàng da vẫn còn nhiều và cái thoát mật nên là cái phân của bạn ấy thì nó vẫn chưa được vàng hẳn. Nên là kế hoạch thì bạn ấy vẫn phải điều trị thêm và theo dõi lâu hơn. Sau mổ teo mật như này thì bạn sẽ phải đối mặt với những cái tình trạng như là mức độ xơ gan rồi là cái tình trạng nhiễm trùng đường mật tái diễn. Bác sĩ khuyến cáo các bậc cha mẹ chú ý trong thời gian vàng để xử lý các bệnh về gan mật và teo đường mật là trước 90 ngày tuổi sẽ mang lại kết quả tốt nhất cho trẻ nhỏ. Sau thời gian này, quá trình điều trị sẽ phức tạp, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của bệnh nhân. Đối với những em bé có bệnh lý về gan mật, không nên sử dụng các loại thuốc không có bằng chứng khoa học để điều trị sẽ dẫn đến tình trạng bệnh lý nặng thêm. Khi có các biểu hiện vàng da quá 2 tuần, trẻ cần được đi khám sớm để các bác sĩ đưa ra phác đồ điều trị, tránh những biến chứng nặng nề sau này. Theo báo cáo tại Việt Nam, 30% trẻ em trong độ tuổi từ 6 đến 13 tuổi bị cận thị. Tỷ lệ này ở thành thị là 45-50%. Tuy nhiên, phần lớn phụ huynh còn chủ quan trong việc kiểm soát cận thị, dẫn đến quá trình lão hóa mắt, suy giảm thị lực nhanh, thậm chí mất hoàn toàn thị lực. Phụ huynh cần phải làm gì để giảm thiểu tình trạng cận thị gia tăng nhanh cho con em mình là vấn đề cần quan tâm. Chị Xuân có hai con đều đang trong độ tuổi đi học, trong đó con gái lớn của chị bị cận thị gần 6 năm nay. Trong thời gian dịch COVID-19, bé phải học tập trực tuyến, tiếp xúc nhiều với màn hình máy tính và các thiết bị di động nên tình trạng cận thị càng trở nên nghiêm trọng. Lo lắng cho sức khỏe đôi mắt của con, chị Xuân quyết định đưa bé đến Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 để nhận được sự tư vấn và phác đồ điều trị kiểm soát cận thị. Cháu cũng có khám để kiểm tra lại thị lực vì cháu đang đeo kính rồi. Còn đâu cháu thứ hai thì chuẩn bị hành trang vào lớp 1 thì chị cũng muốn để cho cháu kiểm tra xem thị lực của cháu có được tốt không trước khi bước vào năm học mới. Theo thống kê tại Việt Nam, có khoảng 3 triệu trẻ trong độ tuổi đi học mắc tật khúc xạ, phần lớn trong số đó bị cận thị. Nguyên nhân do trẻ em thành thị tiếp xúc với các thiết bị điện tử như TV, máy tính, điện thoại nhiều hơn nông thôn, hơn nữa lại có ít thời gian hoạt động ngoài trời. Tuy nhiên, hầu hết các bậc phụ huynh thường chủ quan, không biết cách kiểm soát cận thị cho con em mình. Những bạn mà ở độ tuổi, nói chung là dưới 15 tuổi, thì cần phải được khám. Và những bạn mà trước cái độ tuổi đi học ấy, thì nên phải được khám để mà phát hiện ngay. Vì nếu không thì sẽ ảnh hưởng đến cái việc học tập, cũng như là dễ có những cái nguy cơ mà xảy ra những cái biến chứng ở tại mắt. Theo các bác sĩ chuyên khoa mắt, kiểm soát làm chậm quá trình tăng độ cận thị vô cùng quan trọng. Bởi cứ mỗi độ cận thị tăng lên, trẻ phải đối diện với các nguy cơ tổn thương mắt, có thể làm giảm thị lực trầm trọng do các biến chứng. Kiểm soát tốt cận thị tiến triển sẽ giúp trẻ không bị cận thị, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống và học tập. Hiện nay thì có rất là nhiều các cái phương pháp để mà kiểm soát cận thị. Thông thường thì có hai cái phương pháp chính, đó là cái phương pháp về dùng thuốc, thứ hai là phương pháp về quang học. Thế, dùng thuốc thì chúng ta thường dùng atropine nồng độ thấp. Hiện tại thì có nhiều cái atropine nồng độ thấp khác nhau. Chính ở tại Việt Nam thì có 3 loại, đó là atropine nồng độ 0.01%, nồng độ 0.025% và nồng độ 0.05%. Còn về cái phương pháp quang học thì chúng ta có thể dùng kính ô tô cây
hoặc là sử dụng cái kính đa tiêu kiểm soát cận thị, và sắp tới thì có cái kính áp tròng mềm để mà kiểm soát cận thị. Tùy theo cái mức độ của các bạn, độ tuổi cũng như là cái tốc độ tăng độ cận của các bạn, và chúng ta sẽ lựa chọn cái phương pháp để cho các bạn kiểm soát làm sao cho cái tốc độ tăng của bạn ấy chậm nhất có thể. Theo các bác sĩ chuyên khoa mắt, kiểm soát cận thị tốt nhất nên thực hiện trong giai đoạn từ 6 đến 13 tuổi. Trẻ dưới 6 tuổi chưa hợp tác khiến việc đo đạc thông số khó, còn từ 13 tuổi, tốc độ tăng độ cận thị giảm dần cho đến ngưỡng ổn định là năm 18 tuổi. Do vậy, từ 6 đến 13 tuổi là giai đoạn vàng cho kiểm soát cận thị. Trong phần tiếp theo của chương trình, nguy hiểm của tiền sản giật ở sản phụ cao tuổi. Mái nhà thứ hai của bệnh nhân mắc bệnh lupus ban đỏ hệ thống. Thưa quý vị và các bạn, tiền sản giật là một bệnh lý nguy hiểm ở phụ nữ mang thai, thường gặp trong 3 tháng cuối của thai kỳ, từ tuần thứ 20, với những triệu chứng như tăng huyết áp, protein niệu và phù. Tiền sản giật là một bệnh lý nặng và có thể gây biến chứng ở nhiều cơ quan, nguy hiểm đến tính mạng cho mẹ và thai nhi nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Chị Nguyễn Thùy Hương ở Nghệ An năm nay đã 45 tuổi nhưng đang mang bầu để sinh con lần thứ hai. Chị cho biết sau 9 lần bị sẩy thai và thai chết lưu. Tuy nhiên, do khao khát được làm mẹ lần thứ hai nên vợ chồng chị quyết định làm phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm IVF. Sau 4 lần đặt phôi không thành công, lần thứ 5 phôi thai lần này đã được 28 tuần. Tuy nhiên, ở tuần thứ 24, chị thấy tim thai đập nhanh, chân chị bị phù và huyết áp tăng cao. Chị đã phải nhập viện gấp bởi các bác sĩ chẩn đoán chị bị tiền sản giật. Điều trị tiền sản giật ở bệnh viện Phụ sản Trung ương nha, Nghệ An. Bây giờ Trung ương thì cảm thấy nghĩ nặng quá, chuyển ở đây, cho chuyển tuyến ở đây. Đây chỉ là một trong số những ca thai phụ bệnh lý tiền sản giật đang cấp cứu tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Theo thống kê, tiền sản giật gặp ở từ 3 đến 5% sản phụ, tức là cứ 100 sản phụ sẽ có từ 3 đến 5 người bị tiền sản giật, đặc biệt là phụ nữ lớn tuổi khi mang bầu. Ba cái dấu hiệu chính của cái bệnh này thì thứ nhất là phù, tức là người ta chân tay phù và có thể tăng cân nhanh. Thứ hai là tăng huyết áp, tức là huyết áp thì giờ trung bình thì tăng cao so với bình thường. Thường người ta thường lấy mốc là 140 trên 90 mm thủy ngân. Và thứ ba là có trên xét nghiệm nó có thể biểu hiện là có protein ở trong nước tiểu, tức là đái ra đạm đấy. Thì ba cái dấu hiệu đấy thì là ba cái dấu hiệu thường gặp của hội chứng tiền sản giật. Tiền sản giật trước đây gọi là nhiễm độc thai nghén, là biến chứng thai kỳ nghiêm trọng do huyết áp tăng cao và có các dấu hiệu tổn thương các cơ quan khác, thường là thận. Tiền sản giật nếu không được cấp cứu kịp thời sẽ gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm cho cả mẹ và bé, như làm tăng nguy cơ sinh non, sinh con thiếu cân. Đặc biệt, tiền sản giật có thể dẫn đến tình trạng sản giật, trong đó mẹ bầu bị co giật, mất ý thức, có thể hôn mê, gây nguy hiểm đến tính mạng nếu không được điều trị kịp thời. Thưa quý vị và các bạn, nỗi lo lớn nhất của hầu hết phụ nữ trong và sau khi mang thai là đối mặt với các tai biến sản khoa. Một trong những số đó là bệnh tiền sản giật. Bệnh này nếu không được điều trị kịp thời có thể để lại nhiều biến chứng nặng nề cho mẹ và thai nhi. Ngay sau đây là cuộc trao đổi giữa phóng viên Sức khỏe 24 giờ với Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Danh Cường, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Cảm ơn Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Trần Danh Cường, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn của phóng viên kênh truyền hình VOVTV Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa bác sĩ, phụ nữ hiện nay thường kết hôn muộn và sinh con muộn, vậy thì có rất là nhiều nguy cơ đối phụ nữ, trong đó có tiền sản giật. Vậy thì nguyên nhân vì sao thưa bác sĩ? Một người phụ nữ có thai ở bất kỳ tuổi nào thì đều có nguy cơ mắc tiền sản giật. Tuy nhiên, ở những người phụ nữ lớn tuổi thì thông thường họ có những cái bệnh nền, mình gọi chung là như thế, chẳng hạn có đái tháo đường chưa được phát hiện, có viêm thận không được biết, có cao huyết áp tiềm ẩn không được phát hiện, và một số các bệnh lý khác mà chỉ có lúc có thai thì mới bùng phát một số các bệnh về miễn dịch, ví dụ như lupus. Những cái đó là các yếu tố nguy cơ sẽ dẫn đến tiền sản giật. Bởi chính những người phụ nữ lớn tuổi như thế, ngoài cái nguy cơ đẻ em bé có nguy cơ bất thường, thì chúng ta đều biết là bất thường nhiễm sắc thể và bất thường hình thái, thì thêm vào đó nữa là các nguy cơ bệnh tật của người phụ nữ, đái đường, cao huyết áp, bệnh thận và một số bệnh lý khác mà diễn biến cuối cùng của nó là tiền sản giật. Bác sĩ có thể cho biết là tiền sản giật nguy hiểm như thế nào đối với bà mẹ và thai nhi ạ? Các biến chứng của tiền sản giật
bất kỳ ở thể nào, bất kỳ ở tuổi thai nào, cũng như ở giai đoạn nào, thì nó có hai cái biến chứng lớn. Một là biến chứng cho mẹ. Thì biến chứng cho mẹ chúng ta biết đó là sản giật. Đó là một trong năm tai biến sản khoa. Rau bong non, tức là cái bánh rau bong sớm. Và hội chứng heo, tức là các biến chứng của gan. Sản giật được coi là biến chứng thần kinh. Hội chứng heo được coi là biến chứng của gan. Còn rau bong non là biến chứng của phần phụ thai. Cái thứ hai, biến chứng lớn thứ hai đối với em bé, thì chúng ta đều biết tiền sản giật bao giờ cũng gây ra thai chậm phát triển, nhỏ hơn tuổi thai rất nhiều và nguy cơ suy thai rất cao, và cuối cùng tức là thai chết lưu. Như vậy đây là hai cái biến chứng kinh điển dẫn đến trong quá trình mà điều trị theo dõi cũng như diễn biến của bệnh đối với người phụ nữ ở bất kỳ tuổi nào, đặc biệt đối với người phụ nữ lớn tuổi thì càng phải quan tâm. Cuối cùng bác sĩ có những lời khuyên như thế nào đối với phụ nữ lớn tuổi khi mà mang thai để phòng tránh bệnh tiền sản giật? Cho đến nay thì người ta đã dùng rất nhiều các biện pháp. Thứ nhất là để dự phòng thì người ta dùng sàng lọc tiền sản giật. Sàng lọc tiền sản giật có rất nhiều cách khác nhau, nhưng hiện nay thì người ta có định lượng các cái chất đánh dấu trong huyết thanh của người mẹ và làm đốt đai động mạch tử cung ở tuổi thai 12 tuần, tìm cho có cái nguy cơ, cái người phụ nữ có nguy cơ tiền sản giật hay không. Đồng thời với cái việc chúng ta làm sàng lọc trước sinh, tức là đo khoảng sáng sau gáy, làm double test. Phương pháp thứ hai tức là chúng ta chăm sóc thai kỳ. Tốt nhất chúng ta khám thai một cách đều đặn. Thứ nhất là làm sàng lọc trước sinh như 12-22-32. Thì riêng đối với khám thai để theo dõi thai nghén thì nó có thêm những cái lần khác, khoảng trong số thai nghén thì khoảng 7-8 lần. Việc thứ ba, mà một trong những phương pháp để tìm xem liệu người đấy có tiền sản giật mà có biến chứng cho con, tức là chúng ta siêu âm để xem cái kích thước của em bé, xem thai có chậm phát triển không. Chúng ta phải có những cái chăm sóc thai kỳ phù hợp. Nếu như người phụ nữ ở cái giai đoạn đầu hay thể rất nhẹ của tiền sản giật thì chúng ta phải có cái hướng dẫn chế độ ăn, chế độ làm việc, chế độ nghỉ ngơi và cái chế độ điều trị tương thích để ngăn cản cái tiến triển của tiền sản giật. Xin được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Danh Cường. Dạ vâng. Thưa quý vị, bệnh lupus ban đỏ hệ thống được liệt vào tứ chứng nan y, không có thuốc điều trị khỏi bệnh hoàn toàn. Vì vậy, phần lớn bệnh nhân khi phát hiện ra bệnh đã suy sụp về tinh thần và thể chất. Những hội nhóm bệnh nhân lupus ra đời như mái nhà thứ hai để họ có nơi chia sẻ thông tin, nâng cao kiến thức, củng cố tinh thần và nghị lực để vượt qua trọng bệnh. Phát hiện mắc bệnh lupus ban đỏ cách đây 13 năm, chị Trần Thị Hồng đã tưởng chừng không vực dậy được vì những đợt cấp của bệnh tàn phá cơ thể. Nhờ sự động viên từ các bệnh nhân cùng cảnh ngộ và người thân trong gia đình, chị đã dần vượt qua thời khắc nguy nan và rồi chị đã trở thành thành viên ban quản trị nhóm, những người cùng cảnh ngộ lupus ban đỏ hệ thống. Khi em lên khoa rồi em thấy em thương các chị rất nhiều vì là nhìn ai cũng xấu xí, ai có những người phải đi xe lăn, thật sự rất là thương. Em đã từng nhìn một cái em bé mà trầm cảm, em ấy tự tử hai lần mà em thật sự rất là thương, và những người bạn bè thân thiết của em là cũng mất rất là nhiều. Trong một năm vừa qua, em mất đến 3 người bạn thân. Đây là năm thứ 5, nhóm những người cùng cảnh ngộ lupus ban đỏ hệ thống tổ chức gặp mặt các hội viên trên toàn quốc. Mới đầu nhóm hoạt động chỉ có vài thành viên, sau 7 năm nhóm đã tập hợp được hàng chục nghìn hội viên tham gia thường xuyên trên không gian mạng xã hội. Đây được xem là mái nhà thứ hai mà ở đó bệnh nhân có thể học hỏi nhau cách duy trì chế độ điều trị, tập luyện, nâng cao kiến thức về bệnh, từ đó có tinh thần và kiến thức vượt qua trọng bệnh. Từ lúc đấy có một cái tinh thần rất là tốt để mà vươn lên bệnh, cho nên là trong cái tâm nguyện của mình chỉ làm sao mong khỏe mạnh và giúp được các bệnh nhân tiếp theo. Thế cho nên là sau này thì cũng chỉ là một nhóm nhỏ để mà gặp mặt nhau, nhưng mà không nghĩ là mọi người tham gia được đông như thế này. Khi mà những cái bệnh nhân mà có cùng cảnh ngộ với nhau thì người ta dễ dàng chia sẻ và đồng hành cùng nhau, thậm chí là về các phương pháp điều trị bệnh cũng như là những cái về hoạt động về nhảy múa, vui chơi, thơ ca để giúp người ta vượt qua được các khó khăn trong quá trình điều trị bệnh. Không ai hiểu bệnh nhân bằng chính những người mắc bệnh. Những kiến thức cập nhật từ kinh nghiệm điều trị của bệnh nhân, chia sẻ được xem là liều thuốc quý để bệnh nhân kiên trì chiến đấu với bệnh. Khi tham gia vào hội nhóm, các bệnh nhân cũng được biết tới những tấm gương bệnh nhân lupus có thể duy trì cuộc sống tốt sau khi phát hiện bệnh từ 15 tới 30 năm. Vấn đề của người bệnh chính là yếu tố tinh thần. Nếu tinh thần tốt,
điều trị đúng phác đồ của bác sĩ, người bệnh có thể vượt qua trọng bệnh. Những hình ảnh vừa rồi đã kết thúc bản tin Sức khỏe 24 giờ của truyền hình Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.